ITCH là sự kết hợp của hai thứ khác nhau, nằm trong con hẻm phía trước công viên Seo Nga ở Xinjiang Zong, Zonggu. ITCH House là ngôi nhà mới cưới của một cặp vợ chồng thiết kế không gian. Nơi này, nơi hai người có phong cách khác nhau gặp nhau để đạt được một mục đích, được quy hoạch như một ngôi nhà cho họ và một không gian làm việc có thể là bước nhảy vọt cho một khởi đầu mới. ITCH House nằm giữa hàng chục hộ gia đình, giữa những tòa nhà cao và rậm rạp xung quanh. Do tính chất của vị trí, chỉ có thể lên được bằng cầu thang hẹp và cao. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa những tòa nhà đông đúc này phải là một tòa nhà có bầu không khí thoải mái để bạn có thể hít thở. Người ta hy vọng rằng những viên gạch trắng ngà có thể lấy sáng xung quanh, ánh sáng lọt qua những viên gạch, và khu vườn nhỏ sẽ là một hơi thở như vậy.